Chào cùng nhau, mày lại đi rừng này. Bảo đi rừng bắt ong. Mày đi rừng bắt ong nha. Cái cây bờ bờ này đâu bác, không phải bờ bên kia đâu bác. Cây ngay trước mặt này đó. Nó thế này, cây này từ đời Tống vẫn có cái tổ cho con gì nữa. Cây trước mặt này à. Nhớ à. Nên anh em này này, có đấy. Hôm nay đi bắt ong nhá, có ông bạn đi bắt ong này đấy chưa? Đấy. Mẹ, đội có ông bạn một chân đi bắt ong. Độ đam mê thì không phải nghĩ luôn à, các cụ à. Đấy. Hôm nay em đi bắt ong nhỏ cái máy của em ạ. Rồi em ạ. Hả? Ủa, to càng lúc cấp phan đấy. Cái đường xuống này các cụ à, đấy các cụ nhìn là dốc cực kỳ luôn rồi. Dạ, một chân vẫn đi tốt rồi, có ông bạn một chân đấy. À rồi bây giờ tớ thì mình ở trên này quay xuống này để cho mọi người xuống trước, xong rồi tí nữa mình xuống sau nhá. Đấy đường này. Đường đi thì dễ đi được các cụ ạ. May là đợt này anh em nó phát cái đường rừng đó, còn không thì khổ tang tử với khổ lùng tang về mà ham để lùng lượn với chỉ lùng thẳng mà để cúc ăn đấy. Bây giờ là mình không xuống được đường này rồi, mình đi sẽ đi đường vòng nhá các bạn nhá. Đấy còn đấy các bác thợ thì các bác đi đường này, còn khả năng là mình sẽ vòng ra bên này mình xuống thôi. Đấy tình hình khả năng hiện tại thì mình thấy đường nó đi khó lắm các cụ ạ, thật sự luôn á. Chứ mọi người ai cũng bảo xuống, nhưng mà mình ngó nghiêng mình không dám xuống đường này nữa đâu, thấy sợ thật sự rồi. Đấy vòng lên là vòng xuống á. Đây có ông bạn rồi, thấy chưa, thấy ông bạn chưa, là ông bạn một chân, ông bạn một chân à. Vậy nhìn đường xuống là thấy khiếp chưa. Nhưng mà bây giờ thôi, hôm nay thật sự là mà cái máy này làm nào quay về đằng trước. Có bác nào biết đang quay video quay về đằng trước không nhỉ? Đây các bác thấy chưa? Suýt nữa thì ngã. Ôi ôi, các bác thấy chưa? Đây đây là đường đi xuống nhá. Ôi trời, đùa nhau quá. Ôi ôi. Ôi. Đây có ông bà rồi, thấy chưa? Thôi rồi, em mình sẽ xuống trước xong mình sẽ quay lại để cho ngã đấy, ngã thật sự ơi. Các bạn thấy chưa? Không phang được cái máy đấy. Đây các bạn thấy chưa? Đùa. Đùa à? Mày. Đường đi thấy chưa? Các bác thấy vất vả chưa? Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình chạy xuống trước. Trong cái tát này quay vậy. Để mày. Đấy. Đấy. Rồi rồi không ạ. Úi giời. Cây bên này, cây bên kia, cây trước mặt nào? Không phải đâu. Cây bên kia. Kiểu cây trước mặt này ngày xưa vẫn có cái thùng mà. Bây giờ vẫn có nhưng không về á, năm nay không về. Không về. Không về. Rồi, các bác thấy chưa? Đấy. Đấy các cụ thấy chưa, đấy để thằng bạn này đam mê là vì đam mê phục vụ nhá. Đây đây là cái đường xuống ạ. Ui ơi, ngã, ngã. Suýt nữa thì ngã rồi, thôi không sao, chưa có ngã. Thôi bây giờ mới thấy toàn cảnh từ trên rừng xuống nhá.
Hôm nay lại đi rừng, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 10 mấy á? 18 à? Hay 19 rồi? 19 rồi. Hôm nay 19 tháng 4 á, năm 2022 nhá các bác nhá. Em đi, ui ôi. Đây, đây là... À, cây cây bên kia kia. Biết rồi, cây kia. Bác mới chụp cái tang này đâu. Mọi khi... Rồi, các bác thấy chưa? To lúc cây cây tang này nhớ. Những lông lọ khỉnh về với ham ngải đó. Đấy, tao tao khỉnh ham ngải đó. Đấy, các bác thấy chưa? Thật sự là cái đường à. Thật sự cái đường đi vất ra. Đấy. Quay, úi giời ơi. Mà ông sống ngậy còn đi ấy, ông phải đi. Các bác thấy chưa? Vì đam mê mà phục vụ à. Đấy. Vì đam mê phục vụ anh em nhá. Anh em mê ong nhá. Tổ này làm ý. Tổ này không vế vơ nhờ. Các bác thấy chưa? Úi ôi. Bây giờ mình sẽ ra. Đây, ba cái đang sửa cái tổ này. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nhá. Đi xuống dưới và để xe các bác xem cái đường này đó. Úi trời. Úi. Rồi. Đấy, bây giờ là này, đấy, thấy đây, đang ở dưới khe nè, này. Giờ là đang dưới khe này, thấy chưa, đấy. Đây, còn ông bạn kìa, đây, đam mê phục vụ thì vẫn đang ở trên. Vẫn đang ở trên, mà là chỗ nó không bằng. Đường đi rất là khúc khỉu luôn các bác nhá, mà vớ vẩn đây còn có vắt đấy. Mẹ vớ vẩn nó bò mấy con lên chân thì thôi rồi. Ờ, có bác nào đây. Nói ê, để sách sáng phát cải về cũng đéo. Đấy, thấy chưa? Thỏ phát rồi đéo, đúng không? Đấy, các bác thấy chưa? Rồi, nhá, ông bạn này. Đấy. Ui, cậu kế trọng. Chúng tôi mới bảo lăng mấn. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Cả với mấy sắc cân ngồi. Đỏ mày. Không, đây, 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 đây. Bây giờ đây, đường đi này. Đó, xuống khe nhá, xuống khe xong bây giờ lại phải leo lên nha các bác nhá. Tàu về dạo quá, tàu có nổi tiếng thì mà các bác. Thấy chưa, thấy chưa, đấy các bác thấy chưa? Bây giờ lại phải leo lên cái dốc này à. Ừ. Có chút bạn nữa đấy. Bây giờ lên đường này à. Đấy, mình sẽ đi lên trước. Sau đó tí mình lên trên mình sẽ... Ui. Sẽ đưa thằng... bạn đam mê ở đấy. Ê, các bác thông cảm nào, đường nó dễ đi một tí đâm ra. Ui giời. Mình thì bây giờ mình đang vướng. Không lên được. Ui. Ui giời. Đây, cái tổ ở đây nha các bác nha. Để đây rồi. Các bác thấy sự đam mê chưa? Lá vây mi thường phát ảnh cò. Ừ, mi thường phát ảnh ở bác ông. Mở ra xem. Thích thì lấy, không thích thì thôi. Không thích thì mình lại bịt vào. Đấy. Các bác thấy chưa? Tôi quyết muốn khai khỏe lại đi. Muốn khỉnh bác coi, hơi cố mình ngồi. Ây dạ. Các bác thấy chưa? Mệt thật sự. Lâu lắm, cứ lâu lâu lại đi rừng này. Đấy, các bác thấy chưa? Mình bắt đấy. Đéo lên được rồi. Khả năng đến đấy. Cứ nhìn thấy khả năng đến. Thấy chưa? Đấy, thế ông bạn vất vả chưa? Lèo từ dưới lèo đi nó vất vả. Về phần đây cái ơi. Hả? Về phần nữa. Về phần nữa. Đâu? Không là mình thường mình yến cái này gì? Tôi xem nào, thằng thì lấy không thằng thì thôi ư. Tổ ong à các bạn. Tổ mi thả vớ. Sạch tiết đừng. Áo mi. Áo mi ở ra nè. Ít quần đâu. Tổ này ít quần lắm các cụ ạ.
Tao qua đến đi. Không ngâm. Chết sói phải ngoài để đấy thôi. Tối nay về để đến đời túng thì may ra mới thành thôi. Nhưng thôi, đâm. Mì chắc chắn mì, khả năng mì. Hấp thả lên rồi. Đấy, có kìa, hôm nay đi đây có cái chỗ. Thế nào em dừng video đây đã nhá. Chào các bác nhá. Chúc các bác ngày làm việc vui vẻ nhá.